Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tin Tức Tinh Túy sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về một người. Anh là chủ sở hữu của kênh YouTube Hà Nội Food, đang được rất nhiều người quan tâm quý vị ạ. Kênh YouTube này chuyên review về những món ăn ẩm thực của thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, anh tên thật là gì, sinh năm bao nhiêu, quê quán ở đâu? Trước khi làm YouTuber, anh đã từng trải qua những công việc như thế nào? Tất cả sẽ có trong video này của chúng tôi, quý vị đừng bỏ qua nhé. Quý vị ơi, nếu thấy video hay, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video này, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh. Đồng thời quý vị và các bạn có thể nhận được thông báo khi mà kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất, được chúng tôi cập nhật sau đó chắt lọc để gửi tới quý vị và các bạn mỗi ngày. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ kênh YouTube Hà Nội Food là ai quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh của YouTuber Đăng Khoa, chủ kênh YouTube Hà Nội Food. Thưa quý vị, Đăng Khoa sinh ngày 20 tháng 4 năm 1982, tức là năm Nhâm Tuất, và cẩm tinh con giáp là con chó quý vị nhé. Thưa quý vị, anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đăng Khoa có tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Khoa, hay còn có nickname là Nika Nguyễn, là một trong những YouTuber về chủ đề ẩm thực đường phố Hà Nội được đông đảo các bạn trẻ quan tâm và yêu mến. Hiện nay, anh đang là một người sáng tạo nội dung cho kênh Hà Nội Food, một kênh chuyên về ẩm thực Hà Nội, đã thu hút hơn 300.000 lượt đăng ký với tổng số lượt xem lên đến là gần 100 triệu lượt xem. Vâng, đây là một con số vô cùng ấn tượng phải không ạ? Dù khởi nghiệp làm YouTube khi tuổi đời đã gần 40 tuổi, nhưng mà Đăng Khoa đã gặt hái được những thành công rất đáng ngưỡng mộ. Với sự chỉn chu, cẩn mẫn với công việc, giới thiệu ẩm thực của thủ đô, cùng với cách nói chuyện thẳng thắn cũng như là rất lôi cuốn của mình, nên đã làm cho anh và kênh Hà Nội Food trở nên cực kỳ thú vị và độc đáo trong mắt người xem. Trên kênh YouTube của mình, Đăng Khoa chủ yếu là review về những quán ăn ngon, đặc biệt và có phần lâu đời tại Hà Nội, để qua đó giới thiệu với các bạn bè phương xa về những nét ẩm thực văn hóa đặc trưng của người Hà Nội, cũng như quảng bá đến các bạn bè phương xa biết mọi người sẽ có được một cẩm nang ẩm thực độc đáo để khi nào có dịp về Hà Nội sẽ thưởng thức những món ăn ngon, hấp dẫn và nổi tiếng đó. Ít ai biết rằng trước khi đến với công việc YouTuber hiện tại thì Đăng Khoa từng làm qua rất nhiều công việc, ví dụ như là văn phòng, làm về máy tính, làm về marketing, làm về thị trường, rồi làm đào tạo, v.v. Và đến năm 2019, khi mà Đăng Khoa đang nghỉ việc thì quyết định thử sức mình sang công việc YouTuber. Lúc đầu thì Đăng Khoa phát triển một kênh YouTube có tên là Lang Thang Hà Nội. Anh đi khắp nơi để quay các clip khắp các phố phường Hà Nội cho mọi người cùng xem. Gặp cái gì anh cũng quay, mây trời như nào, cây cối ra làm sao, rồi mọi người đang làm gì, vân vân. Nhưng từ khi một người bạn gợi ý cho anh nên chuyển sang lĩnh vực làm ẩm thực thì anh quyết định đầu tư bài bản hơn, nghiêm túc hơn. Lúc đầu anh đi một mình, tự tìm quán ăn, tự lên nội dung, tự quay rồi tự dựng. Tuy nhiên đến hiện tại thì anh đã có thêm một người bạn làm cộng tác viên để đi cùng, thì mỗi người sẽ đảm nhiệm một công việc cụ thể. Từ đó mà anh cũng nhàn hơn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, khi mà mới lập kênh Hà Nội Food, Đăng Khoa cũng gặp khá nhiều khó khăn và những clip của anh cũng chưa thực sự được đông đảo mọi người biết đến. Và đến video làm về hàng cá kho trong phố cổ thì khi đó một số lượng lớn khán giả biết đến kênh của anh và chính thức theo dõi kênh. Vâng, và Đăng Khoa mong muốn sẽ ngày tạo được nhiều video ấn tượng, độc đáo để phục vụ người xem hơn nữa. Chia sẻ thêm đôi chút về những dự định trong tương lai, Đăng Khoa cho biết anh sẽ nỗ lực hết sức để sáng tạo, mang lại nhiều điều mới lạ và hấp dẫn trong từng video của mình để đến với mọi người. Bên cạnh lĩnh vực ẩm thực mà anh đang theo đuổi, thì Đăng Khoa hy vọng trong thời gian sắp tới, anh sẽ định hướng phát triển là du lịch và ẩm thực. Thưa quý vị và các bạn, Đăng Khoa và Hà Nội Food còn có một kênh dự phòng làm về hậu trường của kênh Hà Nội Food. Quý vị và các bạn cũng có thể đến đó để đăng ký, theo dõi cũng như là xem lại những cảnh hậu trường phải nói là rất vất vả của Đăng Khoa. Chúng ta xem những video của Đăng Khoa thì có thể thấy rằng là anh là một con người cực kỳ chịu khó và có trách nhiệm quý vị nhé. Để tạo ra được những thước phim quay review cho chúng ta xem ấy,
thì anh và người bạn của mình phải dậy từ rất sớm, có khi là 1-2 giờ sáng, đi trong những thời tiết phải nói là rất khắc nghiệt, mưa gió cũng có mà thời tiết giá lạnh cũng có. Vâng, để sản xuất ra những thước phim chất lượng và gần gũi, chân thành nhất cho chúng ta cùng theo dõi đấy quý vị ạ. Đừng tiếc gì một like, một chia sẻ, ấn đăng ký cho Đăng Khoa quý vị nhé. Vâng, và xin chúc cho Đăng Khoa sẽ mãi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên con đường mà anh đã chọn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã có thời gian gặp gỡ và trao đổi với Đăng Khoa về những chủ đề cũng như những dự định sắp tới của anh, người đã tạo nên cơn sốt cá kho phố cổ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ở video tiếp theo quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng quên ấn like, chia sẻ video này, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho chúng tôi, cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.